Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn ngôi nhà và vườn mình vừa mới mua giá 1.500 đô nhé. Thì đây là ngôi nhà này. Nhà này thì họ cũng bỏ hoang khá là lâu rồi nên cây cối cỏ đồ mọc lên rất là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ ra vườn nhé. Đây, đất đây thì sẽ ra tới tầng đầu ngõ kia. Còn đây là vườn nha. Cỏ rất là nhiều. Hiện tại thì vẫn còn khá là nhiều cây ăn quả. Ngoài vườn thì trồng cây cam. Mình mua cả đất cả cây luôn nhá. Đây có một cây mít khá là to này. Đấy. Đó, đất về phía giữa tầng dưới đường kia. Bên này là đi qua bên kia. Còn mấy cây thanh long này chuẩn bị sắp tới mua rồi đấy. Cỏ nó lên rất nhiều. Đấy. Đằng kia có một cây thanh long đã lên trái rồi này. Đây. Có một cây thanh long nha. Mua ít vừa nữa sẽ có thanh long ăn luôn đấy. Thanh long đây. Đó. Đất này sẽ ra tới tầng bên cái bụi kia nhá. Và lên tới tầng bên kia. Vừa mới bán ít cây xong. Đây là trước mặt nhà nữa. Đây, có một cây bưởi khá lớn này. Đấy. Rồi. Đây là cây đào. Vừa có hoa rồi này. Đã hoa rồi, chuẩn bị có trái rồi. Đấy. Đây là măng nhá. Đây. Bạn thấy chưa? Mùa đất là có măng ăn luôn. Khỏi sẽ đói nhá. Khá là nhiều. Ok chưa các bạn? Đây, bên này nữa, một bụi nữa này. Đấy, các bạn thấy măng chưa? Đấy, rồi lên ngang đây, đất sẽ tới ngang đây. Bây giờ mình sẽ quay ở phía sau nhà cho các mọi người xem nhá. Đây, đây là cây chính này. Đấy, chuỗi này. Đất đây thì nó không vuông cho lắm. Nó hình chữ L đấy. Đây là phía sau nhà nhá. À có cái điện sóng điện thoại này. Điện thoại này thì chủ cũ họ cho thuế là giá 10 năm. Thì hiện tại hình như được 1 năm rồi thì phải. Cái này thì họ sẽ ăn luôn nhá. Sau này 10 năm thì sẽ hết. Mình sẽ lấy lại cái đất này. Đấy, cao chót vót luôn. Đây, đất sẽ lùi đây, tới đây nhá. Khá là nhiều cái cam. Đây, đất lên ngang đây này. À, ngang đây, kéo dài về ở sau kia. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay trở lại phía trước một nhà nhé. Để review tiếp cho các bạn xem bên trong ngôi nhà như thế nào. Ngôi nhà này. Ngôi nhà này khá là cũ rồi. Thì họ ở rất là lâu rồi. Đường vào đồ gì có khuất hết. Đây là cái nhà bếp hồi xưa của họ này. Mình sẽ cải tạo lại. Đây là chuồng lớn nhá. Bồn nước đồ họ cũng để lại này. Mình đã chuẩn bị máy cắt cỏ đây rồi. Sau khi mình review xong các bạn xem thì mình sẽ tiến hành dọn dẹp. Đây, phía bên này
Đây có cái phường này. Đây này là cái gì đó? Ở mình gọi là cái trứng gà. Bên này là có một vườn chè này. Vườn chè khá là rộng. Đây, vườn chè xinh đây. Đấy. Có măng, có thanh long ăn này, có nước chè xanh để uống này. Không sợ đói, không sợ khát nha. Đây. Đây là cái già của người ta. Nó như là hư hết rồi. À, đây có mấy cái cam này. Trái khá là nhiều. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà sẽ đi với nhau cho mọi người xem nhé. Rồi, đây là cái giếng nước này. Bây giờ còn ai nhìn ra thấy cái giếng nước này không? Sự nữa mình sẽ dọn dẹp lại nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà. Đây là phía trước nhà này. Nhà theo kiểu truyền thống của Việt Nam hồi xưa. Đây là nhà dưới. Còn cái bếp ga này, cái tủ đựng thức ăn này, cũ quá rồi, biết còn sử dụng được không? Còn để lại tivi này, rồi. Tủ áo quần này, giường nghỉ nằm này, khá là bừa bộn, mình sẽ dọn hết. Đây là cái nhà trên nha. Cái này là hồi xưa ông bà ta hay dùng để đựng lúa này. Trên đây cũng dùng để đựng lúa này. Đấy. Còn khá là nhiều gỗ ở trong nhà. Biết gỗ này là gỗ gì? Phía trên này thì lập ngói nha. Điện đồ thì mình đã kiểm tra qua rồi là điện đồ vẫn sử dụng được nhá. Họ vẫn chưa cắt điện. Đây, tủ tivi hồi xưa này. Rồi chúng ta sẽ quay phía sau nhà nhé. Đây là phía sau nhà này. Đây là hồi xưa cái dài của họ đường đô đấy. Nhưng mà bây giờ hư hết rồi. Đây, phía sau này cũng toàn là chè không. Và mình nhận thấy là có vài cây hồ tiêu. Còn dùng được. Sau này là cái chè này. Sau kia có chuối này. Cái keo này. Mít này. Cái mít đang xa xa kia là cái mít kia. Đó, còn chè rất là nhiều. Hà hồ mà uống. Đây là hồ dùng để bỏ củi để nấu ăn lúc trời mưa. Còn đây là cái nhà vệ sinh này. Vệ sinh này. Đấy. Nói chung chỉ cần sửa sang lại thì vẫn sử dụng được nhá. Đấy. Đây. Đấy, bây giờ sau mình sẽ quay những thước phim dọn dẹp nhà nhé. Thì dọn thì mình sẽ bắt đầu từ phía trước sân, trước mặt nhà này trước. Xong rồi mình sẽ dọn dần dần. Vì mình mới vào đấy thì cảm giác khá là nhiều muỗi, cây cối khá lung tung. Đấy, đây có cây vả này.
đó. Đấy. Con dạ này. Đấy. Không thiếu thức ăn nha. Cái dạ này một số nơi gọi là cây súng đó. Ăn cũng khá là ngon. Đằng sau kia có 2 cây, 3 cây đu đủ. Đấy. Đấy. Đây có một cây quýt này này. Đấy, có trái đây này. Đấy, các bạn thấy không? Có trái rồi đấy. Có ăn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha.